Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ và kết nối yêu thương. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Đến hè này lên, chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc và tôi cũng chia sẻ công việc thường nhật của mình đến với các bạn trong phần vui là chính. Trước mặt các bạn là cây này, cây gì các bạn biết không? Chắc biết ha. Cây này quá là quen thuộc, cây chung quýt này. Cái dòng cây này thì nó ở miền Nam mà nói chung là nó lên dễ lắm các bạn. Lên rất là dễ luôn. Cứ trồng nó, cứ tưới nước bình thường thôi. Nó cũng ít ăn thân lắm các bạn. Rồi xong này tỉa tót. Cứ vậy là xong thôi. Tỉa tót tới mùa nó ra trái thôi. Mà tôi thấy cây này nó ở miền Nam thì nó ra trái vào cái thời kỳ mà nó cái vào cái mùa nóng nhất trong năm. Sau Tết rồi nó ra trái nhiều lắm các bạn. Được cái là cây này nó dễ trồng nhưng mà nó có gai nha. Đồng thời bạn nào mà nếu mà thích về cái loại này thì các bạn chơi các bạn lưu ý khi mà tỉa cành thì chúng ta cứ tỉa từ từ thôi, gai nó rất là nhiều ha. Chơi loại này các bạn có thể là mình chơi thành những cái dòng cây lớn cũng được, chơi thành dòng cây mà đế vàng, cái dòng này dòng đế vàng, các bạn có thể ép nó chơi dòng cái dòng cây mà mini cũng được. Còn cái loại mà siêu mini về chung quýt thì tôi thấy ít có người chơi, chắc là khó làm. Tại sao nó siêu, nó nhỏ quá các bạn, nó nhỏ quá. Vừa nói chuyện với các bạn vừa tỉa cái mũi dao này, nó nhọn vô tay tôi hoài mà mỗi lần tỉa là mang bao tay vô cái nó dướng díu tỉa khó tỉa. Nó thì tới mùa nó có trái á, thì trái nó rụng mỉ lên cây con, nhưng mà để mà các bạn mà trồng ép mà được những cái cây mà từ nhỏ mà từ cái hộp mà các bạn trồng ép được như thế này thì nó đòi hỏi mất rất là nhiều thời gian luôn đó các bạn. Bởi vì cây tuy rằng nó phát triển rất là nhanh về cái chiều cao của cây, nhưng mà cái tiết diện rộng của cây, cái hoành của cây nó phát triển rất là chậm. Thành ra mà những nhà vườn á, người ta muốn mà làm cây để người ta bán tung ra thị trường á, thì thông thường người ta trồng ở dưới luống các bạn, người ta trồng ở dưới luống, xong dưới đất thì bao giờ cây nó cũng phát triển nhanh hơn là chúng ta trồng vô chậu. Khi mà trồng ở dưới đất á, ở dưới đất cây nó phát triển lớn rồi, thì đương nhiên các bạn trồng đất thì cái cây nó rất là cao. Khi mà đưa vô chậu á thì người ta sẽ sạc cái ngọn lại, người ta cưa, người ta lấy cái gốc người ta trồng, bởi vì nuôi nhánh nó nhanh hơn mà nuôi gốc nó lâu. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà các bạn mà chơi cây mà cái dạng mà bứng từ ở dưới đất đưa vô chậu nuôi á, thì bao giờ nó cũng để là một vết sẹo nhìn thấy liền là nó rất là khó chịu. Mà và đồng thời nó có một số cái loại cây á, cái vết sẹo nó liền, còn có một số loại cây thì vết sẹo nó không liền ha, là nó như vậy thôi các bạn. Thành ra là cái trường phái chơi cây, có những người mà khi mà mới nhìn vô cái cây á, họ thấy cái gốc cây nó bự đẹp quá, họ không có nhìn được cái bên trong của cái thân cây, cái xương của nó, bởi vì cây lá cây nó rậm rạp nó che, mà mới vừa nhìn vô thấy cái gốc nó bự. Khi mà người ta đã xăm soi, người ta coi rồi, người ta sẽ thấy nó có cái vết sẹo á, vết sẹo sạc ngọn cây á, nó nhìn nó không đẹp à, thấy như vậy. Thành ra là bạn mới chơi á, thì bạn không quen á, mà không quen nhìn vô cây. Chứ nếu mà các bạn mà chơi mà lâu rồi á, thì các bạn sẽ có cái nhìn cây, các bạn sẽ nhìn cây nó sẽ kỹ càng hơn. Bao giờ cũng vậy, mình mới biết chơi thì mình chỉ có nhìn tổng thể cái cây thôi, chứ mình đâu có nhìn hết từ trong cái chi dâm bên trong. Nhưng mà khi mà chơi quen rồi, bắt đầu người ta mới tìm hiểu sâu xa hơn, phân tích rõ hơn trong một cái cây thế nào là đạt yêu cầu đạt chuẩn là cây đẹp, còn cây thế nào là chưa thành phẩm. Thành ra là các bạn khi mà chơi cây á, các bạn thường nghe nhà vườn người ta rao bán á, tại vì rao bán thì cũng có nhiều người biết cây, thành ra là họ rao bán rất là thật, chỉ cái cây nào họ bảo là chưa thành phẩm, hay là đi một nước chỉ kẽm, đi hai nước chỉ kẽm là như vậy. Và bây giờ tôi cũng đã dài qua nhát kéo, tôi cũng đã tỉa xong cái cây này. Các bạn lưu ý ha, cái dòng cây chung quýt này nè, nó có một cái loại bướm nó thường xuyên nó đến cây này, nó đẻ lắm, có loại xanh rất khoái ăn cái lá chung quýt này. Mà mỗi lần các bạn biết không, ăn một cái hả là chịu lỗi luôn, không còn một cái lá luôn. Thành ra các bạn theo dõi ha, khi mà có con bướm mà nó có bay mà nó dần dần ở cây chung quýt á, là các bạn phun thuốc đi, phun thuốc là để cho sâu, trứng sâu nó nở ra thì nó chết là vừa.
để mà mình bận bịu với công việc á, thì cái cây của mình nó sẽ chuỗi lá hết năng, chuỗi lá hết. Và cái loại bướm đó thì nó ăn trong cái cây, thứ nhất là cây chung quýt, cái thứ hai là nó ăn vô cái cây cận thân á, là hai cái dòng cây đó, là cái loại bướm đó, nó rất thích ăn rồi, nó rất thích cái loại được loại cây này, chắc là cái mùi của nó các bạn, thành ra nó vô nó đẻ trứng để cho con của nó phát triển cho cái cây này, đây dòng cây này gai góc như vậy, chứ có ông bướm cũng khá nhiều gặp ha. Cây này mình trồng rất là lâu, khi các bạn nhìn kỹ không, tuy rằng cây này nói gọi là nó đạt yêu cầu cũng chưa đạt yêu cầu đó các bạn, bởi vì nó cũng còn có những cái chỗ mà trống vắng ha, cũng còn những chỗ trống ở đây nè, chứ còn những cái chỗ trống này nó cũng chưa có hoàn thiện lắm cái này. Nhưng mà được một cái là các bạn biết không, các bạn nhìn thử coi, từ cái dưới gốc lên nè, từ dưới gốc lên tới trên ngọn là dưới cái cây này thì nó không còn sẹo nữa ha, nó đã liền hết trơn rồi đó, nó liền hết rồi đó, như vậy thôi. Thành ra là nếu mà thú chơi bonsai mà để bàn á, thì các bạn nuôi nó từ nhỏ, như cây này các bạn thấy không, đây là tôi nuôi nó từ một cái hộp á, hộp cây này nó rộn tôi nuôi, mà khi mà nuôi được một cây như thế này mất 2 năm rồi các bạn. Thì các bạn trồng chung quýt á, chung quýt mà các bạn, nếu mà các bạn trồng từ hộp đến mà lúc nó có trái á, thì nó mất cái tầm cũng khoảng là 1 năm rưỡi đến 2 năm thì cây nó mới chịu có trái. Cây này có trái rồi, hôm vừa rồi nó có đợt trái rồi, đợt này thì nó chưa có trái. Tôi tạo thành cái dáng văn nhân thì các bạn thấy nó phát triển rất là nhanh nè, cũng như cây này các bạn thấy không, nó phát triển nhanh nhanh lắm luôn á. Nhưng mà cái tiết diện rộng của cái cây á, nó phát triển rất là chậm. Bây giờ tôi sẽ bỏ bớt những cái nhánh nữa ha, các bạn thấy nhánh nó dương không nè, các bạn thấy nhánh nó dương nè, chỉ trong vòng 3 tháng thôi mà cái nhánh nó dương 5-6 tấc luôn đó. Bây giờ tôi sẽ tỉa gọn cây này lại ha. Mình nhiều lúc các bạn, mình trồng cây mình để cho nó lên tự nhiên như thế này, còn tạo dáng gì thì mình cũng chưa có nghĩ ra, thành ra thôi cứ để cho nó phát triển bình thường đi. Rồi xong thì một ngày đẹp trời nào đó cái đầu óc nó hanh thông thì chúng ta sẽ có những cái, chúng ta sẽ tạo được cho em nó những cái kiểu dáng như mà mình yêu thích. Bỏ cái này ra đi, bỏ cái này ha, để cây này để tôi cắt tôi tỉa xong cho các bạn xem nhé. Tôi thật tình mà nói tôi uống cây không có đẹp đâu các bạn, tôi uống cây bình thường xấu thì cũng không đến nỗi nào xấu lắm, mình phải tự tin chứ các bạn đó. Đây, khi mà tỉa cây các bạn lưu ý là các bạn cứ tỉa từ từ đi ha, mình cứ tỉa từ từ chứ đừng có vội vàng, mà khi mà các bạn mà tỉa mạnh tay quá thì đến lúc mà mình xây tới xây lui thì mình thấy cái cây của mình nó bị thiếu chi á, là lúc là đáng tiếc. Bởi vì khi mà cắt cây á, cắt một nhát cắt là xong thôi, còn nuôi thì nuôi rất là lâu luôn đó nha. Đây, giờ tôi sẽ tỉa sơ sơ vậy ha, rồi chút cây mình xây tới xây lui thế, mình coi cái nhánh nào ra, nhánh nào được cái mình chừa lại tiếp, nữa ha. Cây này phải nhiều lúc ta trồng thôi chứ uống cong rồi quẹo, mình tạo thành mấy cái co dứt dắt như thế này nè, để mục đích là mình kìm hãm cái tốc độ phát triển, cái chiều cao của nó thôi. Chứ thật ra mình cũng chưa biết là mình nên làm cái kiểu gì cho nó phù hợp. Bên đây trống, ngắt bên này đi. Ở này, nơi là bên đây. Nơi là bên đây trống. Bên đây còn trống nè. Đây, bỏ cái này đi, nuôi cái ngọn. Ở này ha. Gai quá trời gai luôn. Đây, từ cái ngọn này thì ngọn nó phải ngóc lên trên này nè, cái ngọn nó phải ngóc lên nó mới đẹp, chứ cái ngọn nó cụp xuống nó không có đẹp. Ngọn đưa lên cái này nè, ngọn đưa lên thiến ngàn này cái đi, rồi nhánh là đây thiến ngàn này cái ra đó. Đây ngọn ha, tạm thời nói như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái cây này nó có cái nhánh chỗ này ha, với cái nhánh chỗ này ha, vậy được không ta? Để nhánh này đi, chứ tôi thấy nhiều lúc tôi cảm giác như cái nhánh này nó có cái gì đó nó hơi hơi thừa thải, nếu mà bỏ thì rồi đây cái văn nhân này nó cái tông cái chân nó cao quá, bỏ cái chân cao. Đây,
thì tạm thời mình cứ mình tạo thành một cái dáng như thế này đi, rồi sau này mình sẽ tiếp tục mình cũng sẽ làm cho cái cây này cho nó hoàn thiện. Dưới hai cái kiểu chơi này hoàn toàn khác nhau ha, này nó vân nhân nó cao hơn, còn ông này chơi cái dạng mà cực lắc, bên này là vân nhân nè, vân nhân bỏ cái ngọn đi. Cây này thì tôi sẽ cho nó mọc một cái chòm trên đầu thôi, còn ở dưới đây tôi không cho nó lên, chỉ cho nó lên chút xíu cái chòm vân nhân mà nó không phèo phèo như thế này thôi đó. Còn dưới cái cây này á, cây này thì nó dạng trực lắc, nhưng mà khi mà trực lắc á, thì nó có một cái nhánh chỗ này á, thì nó cái dạng nó cũng hơi vô duyên, nhưng mà bỏ cái nhánh này đi á, thì tôi cảm giác như nó trống quá, thành ra là mình cũng đang để đi, cứ từ từ thời gian mình chỉnh dáng lại ha. Dây kẽm nó cũng xiết rồi, chút tôi nới dây kẽm ra một chút ha. Rồi ha. Gốc này đáng lý lúc nhỏ nó mình uống chỗ này cho nó câm chút xíu, chỗ này nó thẳng quá, nó bị đơ cái chỗ này nè. Chứ thật ra cái chỗ này nó hơi cong một chút nữa thì đẹp, chỗ này nó hơi thẳng quá, thấy không, chỗ này nó thẳng, gấp chỗ này nó thẳng. Co chỗ này thì ok rồi, co này thì được, chỗ này gấp chỗ này nó hơi bất lợi chứ nó gấp chút xíu dưới gốc á, để này nó nhảy cao quá. Vậy các bạn, thì mình ép sau một thời gian mình ép thì tôi cũng nuôi cái chạng cây này nè, cái tầm này thôi, mình không cho nó lớn nữa. Còn những cái nhánh chia tay từ từ nó sẽ rậm lại, mình sẽ nuôi lại nhánh nào mình nuôi được thì cứ để mình nuôi ha các bạn ha. Còn nhánh nào không được thì chúng ta có thể cắt bỏ ha. Đó, chúng ta có thể cắt bỏ. Rồi, hôm nay thì mình chỉ chia sẻ với các bạn cái công việc hàng ngày của mình, và đồng thời cũng là giới thiệu lại cái dòng cây mà đáng để chúng ta chơi bonsai, bởi vì cây này nó có tính phong thủy rất là tốt luôn. Cây kim quýt này là cái dòng cây này, nó tại miền Nam này á, thì cái giới chơi cây kim quýt này nó có cách nay cũng phải trăm năm về trước rồi. Điển hình là nếu mà các bạn mà về vùng miền Tây thì các bạn sẽ thấy có những cây mà nó song hành, cây kim quýt là song hành trùng với cây mai chú thủy nè, cây cần thăng nè, cây nguyệt quế nè. Đó là những dòng cây rất là cổ xưa, là cái các nghệ nhân của miền Nam biết chơi rồi. Thì sau này thì các bạn ở phía Bắc cũng tiếp cận được những cái dòng cây của cái vùng miền Nam đem ra Bắc. Nhưng mà ở miền Bắc thì tôi không biết nó có bông có trái nhiều hơn ở miền Nam hay không, nhưng mà ở miền Nam thì nó cái thời kỳ trái nhiều nhất của nó là bước vào cái mùa hè, cái mùa nóng nhất của miền Nam á. Miền Nam thì nóng quanh năm, nhưng mà nó sẽ có trái vào cái thời điểm mà nóng nhất ở trong năm cái khu vực mình trồng nó. Bởi vì sau Tết là thông thường là sau Tết khí hậu miền Nam rất là nóng, thì cây này nó lại ra bông thơm, bông nó còn thơm hơn bông nguyệt quế nữa, thơm nồng nàn luôn. Trái của nó thì các bạn có thể là mình làm thuốc, các bạn trái của nó chín, nó màu đỏ mọng rất là đẹp luôn, mà trái nó rất là sai trái. Các bạn có thể dùng trái nó ăn để mình trị viêm họng, hoặc là các bạn trái nó các bạn phơi khô á, phơi cho nó khô nó dốt dốt chừng 2 nắng 3 nắng rồi các bạn bỏ vô, các bạn ngâm vô rượu các bạn uống rất là thơm, rất là ngon luôn. Các bạn thử trải nghiệm ha. Các bạn nào mà chưa có cây này thì các bạn hãy sở hữu về một em để các bạn trồng thử. Bởi vì tôi thấy là cái giá thị trường hiện nay của cái dòng kim quýt này thì nó rất là phù hợp trong mọi tầng lớp của những người chơi kiển, kể như là từ học sinh tiểu học tới cái bậc đại học cao hơn cũng có. Bởi vì khi mà cây mà các bạn muốn chơi cây đỉnh của nó, giá trị nó cũng rất là cao, cũng 10 mấy triệu cũng có, 20-30 triệu cũng có, và đồng thời cây giống của nó chừng vài chục nghìn cho đến vài trăm nghìn cũng có. Các bạn rất phù hợp cho một đối tượng. Rồi, đến đây tôi phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn ngày tái ngộ.